Và tên chương trình cũng nói lên là đây là mở ra một cánh cửa ước mơ cho các bạn sinh viên có thể tìm hiểu về nghề nghiệp của mình và có một định hướng tốt hơn cho tương lai. Có một cách nhìn rộng mở hơn, khái quát hơn về Lioness cũng nói riêng cũng như là agency nói chung, và các bạn sẽ định hướng được nghề nghiệp của mình để mà các bạn biết được là các bạn phù hợp với lĩnh vực nào và có thể đi sâu vào lĩnh vực đó. It's not about work, it's about passion. Mong là tất cả các bạn xây dựng con đường đam mê và sẽ sống hết mình để mới lúc nào cũng tìm được niềm vui trong công việc.